Quý vị nhìn thấy cái bục này xuất hiện là quá quen thuộc. Vâng. Đúng. Nhanh tay nhanh trí. Đúng. Đối đầu với một đối thủ, sau đó giơ tay giành quyền trả lời. Trả lời đúng thì bên kia bị bắn, mình trả lời không chính xác thì mình bị bắn. Mỗi cặp có 10 câu hỏi, sau 3 lượt là 3 cặp đấu. Trời ơi, đội thắng nhiều hơn đội đã chiến thắng. Tôi thấy là bên tôi là nắm chắc phần thua rồi. Chắc phần thua rồi. Sao nữa hoài anh ơi? Không phải nè, thí dụ như trước cái phần thi mà kéo co giật đồ hồi nãy, giật đồ thì cho tụi tôi chơi cái này đi, tụi tôi còn đủ thông minh. Còn bây giờ Lan Ngọc là bị dập não rồi. Tôi thì bị siết cổ, oxy không lên não được. Còn em Vĩ Dạ là bị sang chấn tâm lý nặng. Còn bên kia nhìn ba nụ cười kìa. Không, không anh, hết sức luôn. Hồi nãy là em cứ đeo cái chuỗi, khi mà em kéo nó đứt cái chuỗi, cái điềm gì nó đến với em chắc chồng em thua hay sao? Thiệt sự luôn. Nói gì nghe xui vậy? Thiệt em thấy có điềm. Mời chọn đối thủ. Tôi chọn Lê Dương Bảo Lâm. Em chọn luôn. Em không có quyền chọn tôi. Tại sao vậy? Tại vì hồi nãy em huấn luyện tôi rồi. Huấn luyện gì? Khúc nào? Trời ơi. Thôi rồi, cuộc đời tôi đi làm nghề mấy chục năm rồi bạn. Chơi cái game này tôi mới biết. Hãy chọn thử nào. Tôi không chọn là Dương Bảo Lâm. Lan Ngọc giúp anh nữa. Hãy giúp anh. Em mấy lần chơi với anh Lâm rồi, bây giờ cho chị Dạ chơi với anh Lâm hả miệng đi. Không, em phải là giấy Dương Bảo Lâm, là Dương Bảo Lâm dưới màu em. Không, em dưới màu anh Lực. Anh Lực, chọn em đi. Anh Lực. Anh Lực. Tôi chơi với em được. Em chơi với anh. Ủa lên liền không? Lên liền. Trời ơi. Lên luôn. Ủa anh Lực, ủa cái đó là làm liền. Ủa rồi tụi em là chọn ai? Hai đội kia tính sao? Lên luôn cho nóng. Bây giờ anh có thách anh Luật gì không? Không. Bắn một cái một răng môi lẫn lộn. Em muốn thách đấu với anh Luật. Không, tôi không thách gì hết. Tôi thuần rồi em. Tôi thuần rồi em ạ. Tôi thuần em rồi hả? Hạ họng. Khi mà một câu hỏi thì mình phải hạ họng ra. Bắn vô. Ôi, anh đang bị xước cổ. Thôi xước cổ. Thôi cho anh hèn đi. Anh mọi người biết chửi tôi hèn. Anh chơi nó nhiệt tình. Hồi nãy bị hai đều xin. Nói hả trời ơi, Lâm với Luật chơi là phải nhiệt tình. Chơi là phải chơi gọi là tới nơi tới chốn. Máu lửa tới nơi tới chốn. Vậy mà em kêu vậy anh cũng lắc đầu hết trơn trời. Thôi tôi sợ. Sợ gì anh? Bây giờ tôi chơi với em nè. Mời anh. Nếu tôi thua tôi hạ họng. Nếu mà tôi thắng em chỉ cần lột chiếc giặt em thảy lên rồi em đem cái kiến em chụp thôi. Chụp đường, chụp đường thôi. Thôi anh đi. Vậy thôi tôi chơi, tôi không thi với em mà sao tự nhiên em bắt tôi thi với em rồi bây giờ em thách tố tôi này nọ. Sao nãy anh mạnh miệng lắm mà sao bây giờ anh sợ? Mạnh miệng là số trước rồi, riêng số này tôi yếu miệng được không? Số này tôi yếu miệng được không? Đây câu hỏi đầu tiên giơ tay giành quyền trả lời. Trong bài hát Anh Dương Lâm Đồng Nai thì anh Dương Lâm đã làm được những việc gì? Anh Dương Lâm đã làm được những gì? Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương, trở về quê hương một. Thăm mẹ cha bà con làng xóm, thăm mẹ cha là hai, thăm bà con hàng xóm là ba. Ngày xưa trắng áo miên vận tài, giờ này người ta thương gần trên này. Bà con thấy năm chiếc hàng một trời đó coi. Là kêu bà con ra coi hài. Ủa cái gì vậy? Một câu trả lời quá dài. Cái gì vậy? Chúng tôi cũng thời lượng. Chinh phục mơ đời mình thôi. Chỉ cần là chinh phục ước mơ đời mình là xong rồi. Chinh phục được. Em chưa chinh phục được luôn. Có cái nhà, có hai cái nhẫn kim cương mà còn chưa được. Câu tiếp theo cũng trong bài hát trên, anh Dương Lâm trở về quê làm gì? Em đó. Em đó. Đại trước, đại trước. Thăm mẹ cha. Thiếu anh. Thăm mẹ cha bà con hàng xóm. Có thăm là được rồi. Đáng lẽ bà cái vị trí của em không phải là em á, với lại là Vinh chơi thì cái câu đố này thì anh sẽ bắt phải chính xác. Còn Luật là phải bả của Luật, mà phải của chính em mà. Đúng, đúng, đúng. Đúng chưa? Tụi nãy hát chơi do đã cản lậu được rồi. Ôi cái lẩu năm đó. Câu thứ ba rất đơn giản. Trương Thế Vinh rủ Thúy Ngân lên đồi chơi. Chơi gì trời? Trên đồi có một con bò đang ngậm cỏ, hai chú chim đang bay trên trời, ba chú sóc đang nô đùa trên cây. Nãy giờ quá trời còn đúng không? Hỏi có bao nhiêu cái chân đang đứng trên mặt đất? Đây trước, đây trước. Hỏi Vinh Ngân là 4 8. Đáp án là 16. Cái gì vậy trời? Con chim bay trên trời mà. Không, chính xác. Đáp án là 8 chân. Hai bạn là 4 chân với lại bò thôi. Sóc trên cây chi bên trời không tính. Tôi lộn, xin lỗi mọi người. Dạ. Không sao. Không phải. Tại vì khi mình đứng trước một cái người mà mình sợ đó, mình mất hết tâm lý em. Thôi. Chơi đàng hoàng, em cứ che hoài anh Lực. Câu số 4. Số 4. Thúy Ngân nữa. Và Lan Ngọc. 2, 4 chân. 2, 4 chân. Từng đóng chung trong phim nào? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi! Nó bắn cái gì nữa vậy? Đáp án là gia đình phép thuật. Thúy Ngân vai Ngọc và Lan Ngọc vai Phương. Cái này tụi em không biết nha. Không biết. Ủa sao bắn anh lắm? Ủa sao bắn em vậy? Không phải, biết sao? Thôi. Anh ngồi vậy nè, mỏi chân anh đưa ra, mọi người tưởng là bắn đi. Bắn cho đều. Hay, đúng rồi, bắn cho đều. Chương trình ý nào vậy? Chương trình này ghét rồi, muốn bắn ai bắn à. Ngày lễ tình nhân 14/2, năm đầu tiên yêu nhau, Tiến Luật tặng Thu Trang món quà gì? Đó là một cái hộp bông hồng bằng giấy, hình trái tim. Ủa cái đó hỏi vậy sao? Giống như là bắt không, ép anh Lâm này... đâu có chui xuống ngầm về vườn nhà anh Luật đâu mà biết cái chuyện đó. Em cũng phải bình anh Lâm. Tội nghiệp Ngọc, anh Lâm. Bình anh Ngọc. Đúng. Làm sao mà có câu hỏi như vậy được, nên bắt anh Luật một cái đi. Đây là quá thiên vị. Đúng rồi. Câu này nè, câu này ai còn biết nè. Chị nào có 2 số? Chị Thu Trang. Em tèn. Em tèn tèn. Giơ tay trước về. Chị Mỹ luôn đi. Em nghĩ. Lúc nào cũng dính trong cái mỏ anh một cái để anh làm. Cái vàng môi của em nó dày quá. Đi trên con đường nào không bao giờ vi phạm luật giao thông? Đi trên đường bào tim em ơi băng giá. Không có công an ở trong đó. Chỉ có tế bào, tim, gan, phèo phổi thôi. Không có ông công an ở trong. Hay là đường vào tim người yêu mình, đúng không? Hay là đường vào tim em ơi muốn đó. Câu số 8. Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Chánh, Tân Phú. Đâu không phải là quận? 5, 4, 3. Rồi. Bình Chánh. Đó. Bình Chánh chứ không là huyện nha. Ủa? Bình Chánh thuộc quận Bình Tân. Huyện Bình Chánh không phải. Nhưng mà tôi nói Bình Chánh là đúng rồi, đúng cái câu hỏi thôi. Em im đi, em đừng nói gì hết. Mới nói cái gì huyện Bình Tân gì? Im đi. Đây, cái gì khi không có đầu lại cao hơn khi có đầu? Cái gì? Mời. Cái áo mưa. Thì khi mình mặc áo mưa đó, cái đầu của mình mặc áo mưa trùm thêm một lớp nữa là em cao hơn rồi. Lâm ơi, đem kiếm tôi đi Lâm. Rồi đưa mặt xuống kìa. Khoan. Giải thích đi. Anh đấu lại câu đó đi. Cái gì khi không có đầu thì cao hơn khi có đầu? Cái gì không có đầu cao hơn là có đầu? Thì cái áo mưa, đúng rồi. Cái áo mưa là có cái đầu trùm áo mưa, cái mũ ở đây là cái đầu đó. Khi mà mình đừng giải thích nữa. Khi không nè, cái đó là cái áo mặc. Đáp án của tôi là áo mặc, tại vì anh ta nói áo mặc sao qua khỏi đầu. Trời anh Lực ơi, đừng nói gì trơn. Nó nói áo mưa mà. Không có đầu lại cao hơn khi có đầu là cái gối, vì khi không có đầu thì không có gì đè xuống. Hợp lý luôn. Ê, cái đôi giấy không phải gì đồ ăn đâu mà em ăn. Quên tưởng kẹo, ai biết. Cuối cùng. Chết, ô cối rồi hả? Vậy thua non rồi. Ngoài trừ chữ O thì chữ gì để ngược để xuôi vẫn đọc đúng chữ. Đúng chữ. Trời ơi. Mời. Số 8. Số 8. Đọc chữ mà. Y ngắn. Trời ơi. Y ngắn là đội nào vậy? Bên đó luôn à. Trời ơi. Đó là chữ ít. Rồi, chữ H chữ được cái số. Chữ H nữa, để ngược đổi xuôi là chữ H. Chữ H viết hoa và viết không hoa khác nhau. Như vậy là Tiến Luật mang về 6 và Lâm chỉ có 2 thôi. Ủa rồi, màn đối đầu không thành công. Chết rồi, xui rồi. Xin hỏi cặp tiếp theo là ai? Em và chị Dạ. Sẵn sàng chưa? Vâng, em đã sẵn sàng ạ. Có thách đố gì không? Không ạ. Ô, đúng không luôn. Vô gì đó xả rác rồi. Bắn. Đấy cái gì vậy? Không biết bắn là dạ. Câu đầu tiên, nghệ sĩ Trường Giang tên thật là Võ Vũ Trường Giang. Trời, tiếng đố này trời. Được biết đến là một người con xứ Quảng. Hỏi, nghệ sĩ Trường Giang sinh ra ở đâu? Em. Mời. Ở Tâm Kỳ. Sai. Sai, sai, vô. Ai biết ông sinh ra ở Cảng Xá hay ở bệnh viện? Không. Ở Nam Long Thành. Đồng Nai. Đúng rồi. Đúng rồi, Long Thành Đồng Nai. Tôi đi ăn đám vỗ hoài tôi biết. Ăn đám vỗ ai? Mà của anh Giang. Mới mốt làm ơn nhớ mời để tôi biết ông đẻ ở đâu. Nhưng mà chị trả lời bệnh viện cũng đúng nữa. Đúng rồi. Không, ở quê chắc. Anh sinh ở Trạm Xá. Trạm Xá. Trạm Xá cũng được gọi là bệnh viện á. Trạm Xá được gọi là bệnh viện. Đừng có nói gì hết Ngọc. Bé đập đầu rồi thôi. Câu này lợi thế cho Thúy Ngân. Hồi nãy tôi tưởng câu đó lợi thế cho Dạ đi tôi bao nhiêu năm trời mà trả lời chắc bớt. Dạ em nói là đẻ ngoài quê 10 lần luôn. 5-6 lần, 10 lần luôn. Trương Thế Vinh sinh ra ở đâu luôn hả? Đã tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên tên là gì? Biết chính liền. Đừng nhìn nhau, đừng nhìn nhau. Anh còn nhớ nữa. Nhớ. A. Nhà có 5 thằng Tiên. B. Họ nổi thân xác. C. Người bất tử. Mời. Không có bộ phim nào đó hết. Rồi. Không, cái này là Thúy Ngân đúng. Tại vì cái bộ phim đầu tiên của em đóng không phải là phim đó. Phim gì? Em có một vai nhỏ đầu tiên trong phim Để Mai Tính. Đó là mới là phim đầu tiên. Ủa dạ, sao vậy? Dữ à, hay quá. Yeah, yeah, yeah. Trương Thế Vinh có một viên bi và 3 cái bánh quy. Thúy Ngân có 3 viên bi và 1 cái bánh quy. Hỏi khi về chung một nhà Vinh và Ngân có bao nhiêu viên bi? Đó, trả lời. Anh Vinh có 3. Trả lời. Ngân một là 4 viên bi, 4 cái bánh quy. Bi tao hỏi viên bi mà. Đúng rồi. 4 viên bi. Đúng rồi. 4 viên bi. Bánh quy chúng tôi không cần quan tâm. Nhưng mà em trả lời đúng, bánh viên bi là đủ rồi. Dạ cái lúc người ta hỏi làm ơn tập trung. Em làm cái gì vậy? Em móc cái gì trong đó vậy hả? Em lụm cái này vô để bắn. Ai muốn? Bắn cho nó đẹp. Câu số 4. Tập trung dạ. Lại xíu bắn cho nó đẹp. Trước sau gì mình cũng thua phải không? Trước sau gì mình cũng thua phải không? Trời ơi, ơi trời. Tiến Luật, Lan Ngọc và Lâm Vy Dạ cùng đi vào hang. Lâm Vy Dạ cầm xẻng, Lan Ngọc cầm xô. Hỏi Tiến Luật cầm gì? Cầm đầu. Cầm đầu. Đúng rồi. Tén tén. Tén tén. Tén tén. Khoan, hồi nãy em thấy mỗi lần trước khi làm gì Lâm hay uống cái nước gì đó đó. Em cũng muốn xin uống miếng để em có thể thắng. Để khỏe giống như Lâm. Uống đi. Hồi nãy anh Lâm thua đó chị. Thì thôi, thì thôi. Ngọc nữ mãn rộng Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến với giọng hát lay chuyển đất trời. Hát. Em hát mà hôn mưa gọi gió luôn rồi. Cô đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Hầu hết đều lỗ. Hầu hết đều lỗ. Không có vô top cho đó bạn thử đi. Thêm vô đúng không? Anh này đạt top 5 trending YouTube sau một tuần ra mắt là thành tích trong sản phẩm nào của cô? Nghe đi A, B, C kìa. Ngọc không được giao lưu. Dạ, nhìn lên. Thôi mà, ăn gian rồi. Thôi luôn. Không tập trung. A. Yêu em phải nói. B. Gái già tuyển phi công. Và C là MV Gái già muốn lấy chồng. Gái già tuyển phi công. Gái già tuyển phi công. Trời ơi. Gái già muốn lấy chồng. Yêu em phải nói. bài nào? L she love love. Oh. Câu số 6. Khánh Vân là hoa hậu Hoàng Vũ, Thu Trang là hoa hậu Làng Hài, Lâm Vĩ Dạ là hoa hậu gì? Em, hoa hậu Cầu Bình Lợi mà chưa ai phong. Lan Ngọc à, rượu mời không uống, uống trù phạt à. Uống trù phạt à. À, xin lỗi em. Xin lỗi fan của Lan Ngọc. Đây là cái một match chương trình chứ Lâm thật sự không muốn. Bây giờ mà tạt nhẹ thì nhà sản xuất sẽ không mời nữa. Họ nói là chơi không nhiệt tình, rồi đạo đức nghề nghiệp của bạn đâu. Rồi khi mà Lâm tạt mạnh thì fan Ngọc tôi tấn công, fan Ngọc gì? Fan Ngọc tôi tấn công, không muốn gì cả. Nhưng mà bây giờ thì con ở nhà cho nên phải chơi nhiệt tình thôi. Lan Ngọc à, rượu mời không uống, uống rượu phạt à. Chị Ngọc ơi, chị còn cơ hội trả thù. Chị nhớ cái cú tạt nước này nha. Đúng rồi. Ừ, có cơ hội trả thù đó. Đó. Còn vòng sau. Em đang là đội trưởng. Em đang là đội trưởng. Một cú tít. Trời. Trời ơi. Đừng có nhìn, khúc này khủng khiếp lắm Huy ơi. Quay mặt qua kia đi. Cầm rồi. Trời ơi. Trời ơi anh Lâm ơi. Nãy anh nhớ nói không, năm nay là năm của anh đó. Thời anh tới rồi. Năm nay là năm của anh. Điểm tỷ 1989. Trời ơi. Quang quá bao đại nhân rồi. Anh là Lâm ơi. Lâm ơi. Đập mạnh thì nó không đáp. Đập mạnh thì nó không đáp. Đáp. Chúng mình lật rồi. Chúng mình lật rồi. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lật thẻ. Đây là những thẻ số ha. Những thẻ số chúng ta sẽ có những con số. Ai lớn hơn thắng. Mời chọn cặp đôi Lê Dương, Bảo Lâm. Thôi Ngọc ơi. Xin mời. Đấu với người nào nhiều thế? Thôi anh em không. Rồi. Bây giờ mình đấu. Trời ơi chết anh Lâm rồi. Lựa chọn giá trị đi. Lâm bông. Lâm bông. Em mọi người có một lượt chơi thôi nha. Không vậy thì ăn ít quá, mỗi lần vậy mỗi người bỏ. Nhưng mà em được gấp đôi mà. Cho nó nhiều lên chứ. Em được gấp đôi mà. Em gấp đôi là sau khi chơi hết nguyên vòng này luôn. Đúng đó. Đúng rồi thì nên em cứ chơi thoải mái đi. Thôi rồi xong. Rồi. Chọn. Đúng rồi đó. Cái đó đó em, nó đó. Tôi có thiên lý nhãn. Đó là con số trên 50 đó. Đây. Ê, nó báo kiều anh ơi. Điểm đây điểm lại cho điểm trong mấy phim mà gọi là thân đó. Rồi 25 là trung bình đó. Em quên em mới thắng nhiều phim. Ăn chắc. Yeah! Em chỉ ăn tôi thôi. Chết chị rồi. Chết em quên em mới ăn này là em hên. Ninh Dương Lan Ngọc. Nhanh đi, nước hay trứng? Nước hay trứng? Lẹ. Nước. Rồi. Anh là cái phần format được tạt vô mặt đúng không? Tạt vô mặt. À, tạc là vô đâu bị không có bị gì đúng không mọi người? Đúng vậy. À. Ở đây tạt hoài hả? Ngày này của chị cũng đã đến. Chuyện Lan Ngọc. Chồng ơi cứu em. Chồng, chồng, chồng ơi cứu em, cứu em. Chồng gì đó chị ơi. Ủa là cái gì? Nam ơi, nãy giờ em tạo điều kiện cho anh thắng không có thấy không? Thì cái này là phải chơi thôi chứ phải chịu thôi chứ sao giờ Ngọc. Làm ơi, anh là thiệt luôn đó, anh đàn ông mà đâu phải mà này nọ nọ đâu. Lâm nó hiền lành lắm thiệt. Ngọc ơi, em nghĩ là ly nước sám hối đi chị Ngọc. Đúng rồi, Lan Ngọc à, rượu mời không uống, uống rượu phạt à. Uống rượu phạt à. Anh xin lỗi em, xin lỗi fan của Lan Ngọc. Đây là cái phòng mát chương trình chứ Lâm thật không muốn. Bây giờ mà tạt nhẹ thì nhà sản xuất sẽ không mời nữa. Họ nói là chơi không nhiệt tình, rồi đạo đức nghề nghiệp của bạn đâu. Rồi khi mà Lâm tạt mạnh thì fan Ngọc tôi tấn công, fan Ngọc gì, fan Ngọc tôi tấn công, không muốn gì cả. Nhưng mà bây giờ vì con ở nhà cho nên phải chơi nhiệt tình thôi. Lan Ngọc à, rượu mời không uống, uống rượu phạt à. Chị Ngọc ơi, chị còn cơ hội trả thù. Chị nhớ cái cú tạt nước này nha. Đúng rồi. Ừ, có cơ hội trả thù đó. Còn vòng sau em đang là đội trưởng. Em đang là đội trưởng. Một cú tít. Trời. Trời ơi. Nhớ mãi ly nước này nhớ. Rồi. Rồi. Cặp tiếp theo. Cặp tiếp theo. Nhanh đúng. Nhanh. Tiến Luật kìa, Tiến Luật kìa. Tôi và Hiếu thứ hai. Đó, đúng ôi. Rồi. Tại hả? Bên đàn gái tôi bị hành hạ quá. Đúng vậy. Không, nhưng mà anh nhìn ảnh có cái nét kiểu mấy cái người mà chơi mấy cái cược mà thắng á. Em muốn cược bao nhiêu? Em chơi lớn đi. 10 đi. Chơi lớn thì lớn. 2, 3, 4, 5. Lớn chưa? 10. 5 mà lớn vậy anh. Trời, tự nhiên nó coi thường tôi luôn. Có anh sau lưng, anh Thi Lý Nhãn lo. Anh Thi Lý Nhãn hả? Anh nhìn được. Em muốn nhiêu, em muốn nhiêu? Trời, 8 đi, phát đi. 8. Sao gan vậy? À, mình chọn luôn là trứng hay là nước? Trứng. Cả hai. Trứng và nước. Trứng. Trứng hay nước? Trứng. Sao cái nào em cũng lỗ hết vậy ha? Tại vì trứng nó không có dính vô tóc của ảnh. Trời ơi, dơ lắm á. Không, đập vô cái trán cũng hay. Đập vô cái trán cũng hay. Ủa, em đang tính em ăn luôn hả? Em tính em ăn chứ. Em chơi phải tin vô mình chứ. Em tính trứng đi. Rồi, mấy trứng? Một thôi. Một trứng thôi anh. Một trứng ăn sao đủ? 2 trứng. Bánh bao phải 2 trứng. Mời bỏ vô đây. 2 trứng nha em trai. Rồi 2 trứng. Ủa không sóc không sao. Rồi sẵn rồi, đây là những con số, hãy chọn một con số. Mời em. Không kính lão đã hỏi mời anh trước à. Vậy tôi lấy lá này. Mời. Ủa tôi đập trước luôn hả? 4 mấy là thấy ngon liền. Ai à? Anh Ngọc. Hỏi đi anh, hỏi chơi. Đừng vợ. Cho tôi hỏi, có số 0 không ạ? Có số 0 không ạ? Không có số 0. Bây giờ em mở đến số 2 là mới ghê nè. Ê khoan đã, tôi nói rồi, lần sau tôi yêu cầu bạn đi ra đi. Chưa ai mà chưa kỷ luật luôn. Bỏ nhỏ này. 27. Rồi, đó. Đó đúng rồi. Rồi xong. Ủa 2 trứng lần hả? Tôi kêu 2 trứng đó. Chuyện Tiến Luật. Trời ơi. Rồi, anh đáng tuổi ba em đó. Tiền bối, đàn anh. Anh đáng tuổi ba hả? Đã bao giờ ăn trứng ốp la chưa? Dạ rồi, tất nhiên là rồi ạ. Bắp, mở ra. Nhưng mà cái đó là ăn trứng, còn này là trực tiếp. Anh có cần giảm đau không? Không, anh bị nhiều rồi. Vô. Không, cái này là em không muốn đâu nha, nhưng mà... Yên tâm. Anh không có fan cho nên fan không tấn công em được. Không, anh có gia đình anh tấn công em. Ở gia đình anh thì sẽ tấn công em đó. Gia đình anh đông hơn fan em hả? Này là trò chơi thôi. Ok. Khoan Hiếu. Dạ. Ở trên này. Nhưng mà chỗ đó ít tóc bây giờ đánh nhiều. Nhưng mà nó cứng nhất. Nhưng mà rớt xuống. Nè, đây nó cần dinh dưỡng nè đó. Em nghĩ là cái này nó cần dinh dưỡng nè. Đúng rồi. Ở đây này nó mới tỏa nè. Đúng rồi. Ủa đi siêu thị hả? Ủa đi siêu thị hả? Ở đây không còn chân tóc, không có mọc được nữa. Ở đây. Cái này là chảo chống dính nè. Trời ơi. Rồi xong lỡ ra chết một cái là ù. 2, 1. Hey. 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 Đau quá. Trứng trứng ăn không dơ gì nữa đâu. Cái đầu mà tưởng cái trống trường em không đó. 2, 3, vô. Vậy cái này em đập từ trên xuống được không? Dạ, ok, được. Em thua mà em muốn làm gì em làm đi. Rồi, em xin phép anh Luật nha. 1. Cái trống trường em mùa hè không nghỉ. 2, 3. Cái trống trường em mùa hè không nghỉ. Bập. Trời ơi. Bập. Trời ơi. Bây giờ tới phiên tôi luôn đi. Anh tôi ấp là không sao em, anh chơi với em là ngon rồi. Bây giờ anh chơi với em. Quên. Ủa đây là phần thưởng của Hiếu. Dạ mình là tiểu thương, mình chơi vừa đủ thôi. Em còn như đây à. Chọn trứng hay nước? 10 cái hả? Trứng. Đừng mà 10 cái nãy anh mới chôm của mình. M2. 8 đi. Tôi số 8 lúc nãy anh đập lên số 1 đó. Được đâu, 9 luôn đi. Rồi giờ trứng em Vinh. Đây, trứng nước đi. 2 ly nước. Rồi. 2 ly nước. 2 cây. Mời chọn. Mời anh. Chị Ngọc xui lắm, chị Ngọc mới thua. Quy. Em, trời ơi thì Lý Nhãn chắc chắn ở đây rồi. Em là chùm game show mà. Mời anh trước. Không, bên kia đập trước đi nè, em đập trước. Thua hoài. 19. Trời ơi. Thua hoài. 19. Trời ơi. 23. 23. 3. Phải cho đội mình thua hoài ta. Nguyên đội thua toàn thua em. 2 ly nước. Mà ăn phép anh voi. Có thể cho tôi chịu thằng em tôi 1 ly được không? Sao vậy? Anh voi, xin phép anh. Mạng phép quý vị. Hôm nay tôi có tập tay nhẹ. Lâm dịnh giặt cho anh. Dạ. Đừng có dình, khúc này khủng khiếp lắm Huy ơi, quay mặt qua kia đi. Anh đứng vô làm chi? Kẻ tổn thương thích tổn thương người khác hả? Hiếu, tới em giữ thôi, anh lên. Đâu có chuyện của em đâu. Anh Luật vô đi. Thôi. Em đặt nhẹ đó mọi người. Không, em thấy. Em có thấy. Bây giờ không ai giữ tôi thì tôi nhích qua nhích lại vậy nha. Giữ tôi đi. Em hứa. Này đạt đại hoàng. Nữa là thiệt quay không ơi. Một lần nữa đừng em nha. Đập luôn. Kẹp mũi luôn. Ok. Diễm xoan luôn. Quy à, cẩn thận. Xoan vô xoan mà anh cho em. Đừng có hề nữa. Gì vậy? Ủa gì vậy? Em gây thù chú Quang gì với anh hả Quy? Quy, mời anh chơi với em dáng này luôn. Quy chơi rồi. Em mời. Không. Bên đội em 5 người luôn mà, bên anh sẽ có người chơi em nữa. Cũng vậy. Tôi và anh Giang Đúng rồi, đội em 5 người lận. Ừ rồi, em 5 người lận. Em lần quyền sau em lại mời Ngô Kiến Huy cho anh. Dạ, đặt bao nhiêu? 5 cái trước đi. Lớn như vậy hả? Nước hay trứng? Anh ơi, mình chơi mình cũng phải nghĩ tới gia đình chứ anh. Rồi, nước hay trứng? Trứng đi, trứng đi. Anh thích gì? Em thích gì? Dạ, em thích... Trứng nước. Trứng một nước. Trứng một nước. Wow, okay. Để đó tôi, bạn đâu có quyền nữa. Ok. Con hơn lắm mẹ. Mày cảm giác có... Ui. Wow. Ui, đói. Ui, đói. Trời ơi, dạ ơi. Dạ ơi. Không, không, em tin từ trực giác của em đi. Chị dạ. Số 1 đó. Này số 1 á. Đó đó không, số 3. Số 1. Cái kia là số 2. Số đó số 10. Tôi đã từng bóc số 1. Em nghĩ đi, không lẽ tôi xui tới như vậy. 50. Sao? Rồi, chị dạ thắng rồi nè, dạ ơi. 1, 2, 3. Rồi gì? Trời ơi. Cuối cùng cũng thắng. Tôi quá mãi thua luôn á. Tôi chỉ nói một câu: bao nhiêu nghiệp báo các con gây ra, người mẹ già lãnh hết. Mẹ ơi, cái này là đập trứng trước nước sau. Trứng trước và nước sau à... Hay là dạ, em đánh một cái trứng, em bỏ vô trong nước rồi em tưới lên. Ok. Có lý à. Thôi vậy để em, đau lắm, để em đập vô đây rồi em quậy lên cho nó đỡ hơn. Thôi sợ quá, thôi sợ quá. Đây nè. Trời ơi, ác ghê không. Trời ơi. Vậy thôi. Đây đây, em làm cho. Lắc của pin. Trời ơi, là những người em của anh đó anh Giang. Anh hãy nhìn kỹ những hình ảnh này đi. Cười quá. Ok. Trời ơi. Ok. Trời ơi, cái quán sinh tố của anh làm vậy hả? Năm mới nó trù cái quán luôn rồi. Hợp lý. Rồi. Lo. Từ trên đầu xuống. Ghê dạ quá. Cái này là mọi người nói sao thì em làm theo vậy thôi. Thì em làm theo vậy thôi. Rồi đầu là rồi đầu. Rồi nó xoạc cái đầu. Rồi. Trời ơi, vợ con đâu thấy cảnh này. Wow. Wow. Chúng tôi còn một người, bên đó cử ai qua chơi với chúng tôi? Rồi, cặp tiếp theo. Em đây, có ai ra thách đấu với em không? Không, chúng tôi bị tự nhiên bị mất tri thức. Cho anh Lâm đi, anh Lâm nhiều lắm. Tụi con lên Lâm. Mình móc bao nhiêu? Tụi con phía sau mẹ. Rồi, Lâm lên đây. 10 nè. Yeah. Rồi, cậu tới đi. Từ từ. Bao nhiêu trứng, bao nhiêu nước? Em hồi nãy có nghe Lâm nói chia sẻ với em rồi, là một thau nước và tất cả trứng. Một thau nước và tất cả trứng. Em 20 trứng 20 nước. Em 20 trứng 20 nước. 20 trứng một thau nước. Không đủ trơn. Hết trứng và hết nước. Đúng rồi. Hết trứng hết nước. Em theo. Hai người gây thù nha từ khi đầu chương trình đến giờ. Anh Lâm mời anh. Hên xui thôi, không ai biết gì ở dưới. Rồi. Ê, khoan, ngưng. Em có muốn chị Lan Ngọc hướng dẫn cho. Đừng, chị Lan Ngọc đừng nói gì tới em nữa hết. Trời ơi, em ơi, cả gia tộc em ơi. Trời, em mà dở ra số 1 chắc anh cười 3 ngày 3 đêm. Anh cười bên kia đi. Chết, em cảm giác cái lá này nó sao á. Đừng có nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy. Hãy quan hỷ giống anh. Mới thua đó. Bây giờ anh mở ra trước đi. 3, 1 giỡn cái bẹp. Không, anh mở ra trước đi. Em muốn coi. Năm nay là năm của anh. Kỷ Tỵ 1989. Ok, 23 rồi. Bớt to đó. Hồi nãy 25 còn thua em nhớ không? Rồi, số 4. 18 rồi, 18 rồi. 18. Máy. Số 18. Sao em thấy có một con số vậy? Đấy. Anh chờ hơi lắm. Trời ơi, không thể nào. Hồi nãy có 2 số, anh chờ mất hết số rồi đó. Hả? Mà. 28. Đây. Cầm. Trời ơi. Trời ơi anh Lâm ơi. Nãy anh nhớ nói không, năm nay là năm của anh đó, thời anh tới. Năm nay là năm của anh. Điểm tị 1989. Trời ơi. Quan quá bao đại nhân ơi. Có nói gì không? Muốn làm gì? Tùy các người. Rồi, tháo quay lét. Cái này nặng lắm, phải tháo quay lét ra. Anh Lâm, em xin phép. Khoan, chị xin phép. Khoan, chị xin phép. Khoan, chị xin phép. Chị xin phép. Chị được ngồi đây và ngắm nhìn. Em xin phép được đặt những phục nghiệp của anh vô đây không thôi. Xong rồi đọc lên đầu nữa. Rồi em. Rồi xuống. Đây chính là nghiệp em gieo. Đây là nghiệp em lãnh nè. Mời. Rồi, thằng nhỏ tóc đã hói rồi. Đã tóc trên đỉnh rồi. Trời ơi. Hết luôn. Em đuối quá. Em ơi, sao đập cái hộp da uống vậy? Nhanh đi. Lẹ đi. Đây, có một chiếc hộp gà thúi. Trời ơi. Hết trứng hả Lâm? Đập rồi Lâm ơi. Thấy chưa? Gọi đầu luôn rồi. Con thấy chưa? Nghiệp báo là đây. Trời ơi. Nhưng mà thiệt, không đau bằng khi mình bị bắt. Đồng đội mình bên kia thấy nghiệp chưa? Vậy đó. Dạ. Mọi người hãy nhớ hình ảnh này của anh Lâm. Trời ơi, em dặn anh đừng có chơi dữ quá. Bác mẹ nó dạy đồ đừng làm điều ác mà em không nghe. Kể từ sau khi những cái game show sau mà anh Lâm tạo nghiệp nữa thì mọi người nhắc lại hình ảnh này giùm em nha. Mọi người chụp lại giùm em luôn. Cô là nghiệp nhiều nhất đó cô. Lỡ rồi cho nó gọi đầu luôn đi chứ. Đạt thao thôi, lẹ đi. Cô lại dẹt. Đào quá vậy. Đào quá vậy. Nếu cái đó chính á, cái này bằng đá hay sao mà không bể. Rồi, đứng quá thật hay gì vậy. Đập mạnh thì nó không đáp. Chúng mình lật rồi. Trời ơi, tôi ghét con này ghê. Ôi, đập giác xuống miệng tôi luôn á. Rồi, nước vô, 1 tháo thôi. Đây. Để anh ra. Tuy não bằng thế. Đây, lẹ. Anh lên em gọi. Lẹ đi. Ê, lấy cái thùng. Lẹ đi. Ê, lấy cái thùng. Trời ơi, cũng thao luôn hả? Thế đấy, em chúng tôi đã đi như thế đấy. Không còn gặp lại nữa. Như vậy là bên này xong nhưng chưa xong đâu, còn bên này nữa, mời qua đây. Anh ơi, Lâm có chơi nữa được không anh? Được, chơi tiếp.